Ê chuột, nó đêm sao mày nằm ở đây? Đây không phải là chỗ ngủ của mày đâu. Đi chỗ khác mà ngủ đi. À chuột, 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 dậy, 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 dậy. Anh đã bảo mày dậy đi chỗ khác chơi. Đây là khu vực của anh mà, tại sao mày nằm đây hả? Nói mày không nghe à? Cho mày chết luôn bây giờ. Tao nói mày không nghe hả? 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 Kêu mày đi chỗ khác mà, sao mày lì hả mày? Hả? Tao kêu mày đi chỗ khác mà. Mày lì hả mày? Nào chuột, 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 đi nào. Mày không đi hả mày? Mày lì hả mày? Mày đi hả mày? Nào, Lu, đưa nó cho anh nào. Đưa nó cho anh chơi chút xíu nào. Lu, 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 nhả nó ra cho anh chơi chút nào. Lu, Lu, nhả nó ra mày. Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. Mày thật là con chuột này, mày chán sống rồi hả? Đi chỗ khác cho nó chơi chút nào, cho anh chơi chút đi nào. Lu, Lu, mày lì, mày lì hả chuột? Để cho anh chơi chút nào. Nó thật là đưa cho anh chơi chút nào. Lu, không không không, nó là của tôi. Không, anh đi chỗ khác đi, nó là của tôi. Không mà, đã nói là không mà. Để anh chút chơi chút nào. Muốn lấy hả? Nhảy lên nào, nhảy lên mà lấy. Cố lên, lần nữa, lần nữa, nữa nữa rồi chơi đi mày. Tao đã kêu mày đi chỗ khác mà không nghe. Nửa đêm luôn không ngủ. Nào, nhảy lên nào. Một, lần nữa. Lần nữa, cố lên. Lần nữa. Cố lên, cao hơn. Nhảy lên nào. Cố lên, cố lên. Đưa vào anh mặc rơi này thì cho nó chơi chút xem nào. Anh ta cũng có hứng thú đấy nhé. Giỏi lắm, đứng nhảy lên cao nữa nào. Nhảy lên. Hay lắm, đi đi mày. Hai con mắt nhìn kinh. Video lồng tiếng đến đây là kết thúc nhé.